Xin chào cả nhà, mình là Cường Từ Điển đây và đây là kênh Vhome Gaming, một kênh chuyên về những cái game cổ xưa. Và mình có cung cấp cái dịch vụ là cài game theo yêu cầu ha, game online, game offline. Cài rồi sửa lỗi đầy đủ nha. Rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái tựa game, mình sẽ ôm lại một cái tựa game kiểu chặt chém giống như là của God of War. Cũng có giải đố rồi các kiểu ha. Đó chính là cái game Devil May Cry 4. Cái tựa game này là quá nổi tiếng rồi, nó nổi tiếng về cái độ đi màng các bạn. Còn bạn nào mà muốn mà nó có cái gọi là cái sự đánh đố các bạn, nó giải đố thì các bạn nên chơi God of War 2 ha. Các bạn God of War 2 rất là hay. Rồi, còn game mà còn nó còn một game tương tự nữa là game Castlevania. Những cái dòng game mà đi màn mà chặt chém á, thì có nhiều lắm, ví dụ như là Darksider nè, rồi gì nữa ta, Bayonetta đó. Bayonetta game đó cũng hay, cái con có đứa con gái các bạn ngồi đánh rồi cũng đã lắm, cũng đã tay lắm nha, màu mè đồ ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào game. Ok, để bật cái logo cái. Rồi, trước khi vào game thì các bạn cho mình xin một cái đăng ký kênh nha các bạn. Cho mình xin đăng ký kênh nhanh được 1.000 view nha. 1.000 sub nha. Cảm ơn cả nhà. Rồi, cái bảng của mình đây là có full các nhân vật và full đồ luôn. Đó, các bạn chơi phải có cái tay cầm nó mới sảy. Chơi cái này là phải đi với tay cầm nha các bạn. Đúng nó phải đúng bài với tay cầm lên chơi nó mới sướng nha. Rồi, bản này vào nha. Thì mình chỉnh tiếng to xíu. Mình giới thiệu sơ lại ha, cái nhân vật nha của cái bản này. Đây, chúng ta sẽ có Virgil nè, Lady nè. Đó là Lady con kiểu cầm đao các bạn. Rồi Triss là cái con ở bên Devil May Cry 3, nó nhảy qua ha. À, có hai con này mới nè, rồi nhập thêm cái con quốc tịch con Virgil nữa nè. Cái bản gốc của nó, bản Devil May Cry 4 á, bản gốc của nó sẽ không có con Virgil này đâu. Rồi còn đây bản chính thì nó sẽ có Nero với Dante đó, như thế này thôi. Ok, mình sẽ lướt sơ qua những skill của cái con này. Mạnh nhất á là cái thằng Dante thôi. Dante nó vũ khí nó rất là đa dạng các bạn. Nó kiểu như cận chiến cũng có nè, mà solo dùng súng dùng đồ cũng các kiểu cũng có luôn, đa dạng mạnh lắm, mà mạnh nữa dễ đi nữa, dễ chơi. Rồi, đầu tiên test anh Virgil trước nha. Qua cái chế độ là Bloody Place Palace nhé. Cái chế độ này là coi như là kiểu đánh điểm á các bạn. Mình đánh cũng cho vui thôi, chứ còn mà đánh mà kiểu giữ combo hạng S đồ mình là gà lắm. Nó có nhiều chế độ lắm. Còn cái kiếm lấy sao ta, quên mất tiêu cái kiếm rồi. À đây. Quên tắt nhạc hay chưa? Chết bạn. Xém tí.
Đây 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 đây. Tắt nhạc, tắt nhạc. Nguy hiểm quá, làm YouTube là đấy. Mình test skill đó ha. Nó có nhiều, rất là linh hoạt luôn. Nó có mấy cái chiêu mà coi như siêu mạnh luôn các bạn mà. Đây 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 đây. Gọi là chiêu này gọi là xé nát không gian trong Pokemon đó. Con Giratina các bạn. Đây nó có cái chiêu này. Đó. Đấy không? Đó cái chiêu nhìn nó đen, màu đen huyền bí luôn ha. Nhớ nó còn một cái chiều chém đen nữa mà nãy mới ra được mà sao giờ không ra được ta. À đây 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 đó, chiều này mạnh nhất của nó nè. Các bạn phải giữ phim B nha, phim B. Đây, phim cái skill phím B nè, giữ thêm nút target nữa, nút nhắm mục tiêu á, rồi bấm đó. Kiểu đánh đẻ lắm các bạn, rung 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 ở tay phê lắm. Cái này trong phim Phong Vân đó các bạn, mình nhớ nhất cái chiêu là vạn kiếm quy tâm đây nè. Đó, hồi giờ hồi chơi con này là ấn tượng nhất, là cái chiêu thích nhất, cái chiêu quay kiếm đây nè, rất là đẹp luôn. Gồng nè. Dính một cái là ăn no luôn hả? À nó ở chế độ cái chân này nè, nó mới gồng được nha.
Đánh chưa để tay vậy. Đó, cái chiều đen, màu đen huyền bí của nó phê lắm. Gì chết nhanh vậy ta? Thôi chuyển con khác nha. Rồi. Mission nè. Mỗi con đánh ít nha. Virtual nè, chuyển sang anh Nero. Nero là nó có cái cánh tay quỷ các bạn. Ủa, đây. Đây. À, mình thích nhất cái thằng Dan nè. Thằng Dante nó đánh là vui lắm các bạn, cái kiểu như nó khinh địch chủ quan lắm nha, nó đẻ lắm, nó coi thường kẻ địch lắm. À, con này kiểu đánh cái cơ chế nạp nạp gồng năng lượng đó các bạn, gồng gồng cò, cái cò cò súng nó kiểu dạng như phải gồng vậy. Đây đó, nó có cơ chế xả xả gear. À, cái cánh tay của nó có thể kéo 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 cái địch tới ha. À, con này cũng khá đơn giản. Được, để mình sẽ test lại kỹ năng này. Đó, nó có cái con này chiêu nó rất là mạnh nè. Hết rồi, nhược điểm là có năng lượng nha. Đó, gồng thế này nè. Gồng ba nó cái kiếm, các bạn thấy kiếm nó đỏ không? Nó đánh rất là nhanh và đam rất là mạnh luôn. Con này thì nó không có đội vũ khí, không không đội vũ khí được gì hết á, có nhiêu đó thôi. Ồ. Ghê 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 ghê. Shall we dance? Chị móc tay của nó nè. Mấu chốt của con này chơi là phải gồng cái thằng này. Đó, gồng cái bánh răng của nó nè. Ok. Đi, đánh tiếp đi. Anh rất là phê đẻ tay luôn các bạn ơi. Bổ đây, nó bổ đẻ không. Còn chiêu gì nữa không ta? À, có gọi thần được rồi nè, đủ ba nấc là gọi thần được nè. Ồ,
Dính rồi. Ok, thôi chuyển sang con khác nha. Hết skill rồi. Rồi, anh Dante. Đó, con này thì một đống cái đồ chơi luôn các bạn. Đây, anh này chơi dễ nhất nè. Đó, ngầu lòi không? Skin của nó ngầu lòi không? À, này ngầu nhất nè. Rồi. À, con này thì thôi một đống đồ luôn, như siêu nhân vậy, cái như giờ Rockman vậy, có tay chân đồ các kiểu đồ. Súng nè, súng to hơn của thằng thằng gì quên rồi, nên Nero nhiều. Đó. Ồ, đã ghê chưa? Đó, ăn một cái coi như là đổi vũ khí nè. Nhiều lắm luôn á. Quăng xe dễ sợ. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Còn một cái chém món nào ta? À đây 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 nữa nè. Vali nè, có cái vali hạt nhau đó nè, súng đó nè. Súng này bắn là nó uy lực hơn hẳn luôn ha. Ủa, mình nhớ nó còn bay được nữa mình. À đây đây đây. À các bạn giữ xoay á, các bạn xoay cái hướng á. Đó, nó bắn đại bác nè, phê chưa? Giữ nút bắn ngang rồi xoay, xoay 360 độ nó sẽ ra được cái chiêu này. Ôi quá đẻ luôn. Nó còn cái đồ quỷ của nó nè. À đây 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 đây, nó có chế độ này nữa nè, quên rồi chứ. Rất là nhiều chế độ luôn, con này cực kỳ nhiều chế độ luôn các bạn.
Ok. Mình nhớ nó còn một cái chiêu quất màu xanh lá cây. Ê, màu xanh nước biển mà ta quên không ra được chiêu đó ta. Ra thiếu chiêu, không 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 nhớ được cái chiêu kêu nó chế độ nào á. Này không phải. À đây 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 đây. Đây đó. Nó đa dạng lắm luôn các bạn. Con này đa dạng cực kỳ luôn. À đây nhớ rồi, nhớ rồi. Để không? Quá phê luôn các bạn. Mạnh ơi là mạnh, con này mạnh chùm luôn các bạn, đứng lên trên không mà các bạn bay nè, không rớt luôn nè, thấy không? Nhiều lắm, chiêu của con này là coi như là nó là số 1 luôn rồi, em bay không rớt luôn nè. Wow, tao nói chơi con này nó dễ cực kỳ luôn. Con này nó còn một cái chiêu nữa mà mình không thể nào mò ra được hết. Đây 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 đây, hình như đó này. Ủa. Đây 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 đó, trời ơi, nãy giờ mò chưa được nè. Đó, giữ nút touch nè, rồi lùi nè. Rồi phím B. Ồ, nó thích hồi xưa thích nhất chỗ này nè. Đây. Ở chế độ này này, ở chế độ nào ta? À, ở giữa, chế độ ở giữa. Duck Slayer mới được nha. Quá đẹp luôn. Rồi, con này một đống cái chiêu mạnh luôn các bạn.
Ơi dùng gì ta? Mình dùng cái chế độ này mình hành nó nhẹ nhàng các bạn. Không cần làm gì luôn. Đứng ở trên không mà bắn thôi. Đó. Mấy con kia bất lực chứ đâu có làm được gì mình. Ấy đủ nó bắn mình trên không mẹ. Nhanh gọn, nó mạnh kinh khủng luôn trời. Đây gọi là quá ung thư hơn các bạn. Rồi, chuyển sang con khác nha. Rồi, lại đi, hai con. Con này là nói chung là đa số chơi con này cũng dễ các bạn, chỉ bắn thôi, đứng xe bắn thôi, đạn đa đam nó cũng cao lắm, nhiều loại đạn lắm. Cũng có tất cả là 1 2 cũng 3 3 loại súng này. Con này là dễ nhất rồi đó, súng này mạnh nhất là các bạn. Nạp nè. Wow, nó bắn một cái coi như là bay hết khúc máu luôn á. Con này nạp đạn 3 phát dễ hơn nhiều. Nó bắn đẹp lắm luôn. Súng này là súng những súng hoa cải vậy. Nạp này có lửa nha. Đó. Hết bao nhiêu đầy súng thôi. Rồi hết chế độ gì rồi. Nói chung con này đánh bắn súng đồ vậy thôi chứ nó dễ vậy thôi chứ chơi thì nó không có xuống tay, đánh không có xuống tay bằng máy như Dante đồ. Nó cũng có chiều kéo giống như là Nero nè.
mình dùng đại bác này mình bắn cho nó đã nè. Ê, quên nha. Ba phát ra nha, coi con này chết tươi luôn nè. Đã, S liền thấy không? Con này bắn dễ hơn S lắm. Thôi, hết rồi, nhiều đây. Sang đổi con khác đi. Con này mới nè, đánh cũng rất là đẹp luôn các bạn, kiểu thiên và sét sấm sét ha. À, cái đường sét đi của nó sẽ để lại cái đường sét. Đây. Ủa. Quái nào mà chịu nổi. Nó gồng ạ. Để không, đẹp quá đẹp luôn. Ồ, có biến biến hình nữa này. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đạn thì nó không có gì nữa, vũ khí thì chỉ có như đây thôi. Nó không có đổi vũ khí được nữa ha. Skill nó hết rồi ạ. Rồi, giờ đánh quái nè. Cái chiêu này mình chờ mình à rồi ok nhớ rồi, cái chiêu chém gió này mình chưa có thuần thục cho lắm. Yeah.
Quá đẻ, quá đẻ, quá phê. Con này đánh cũng phê lắm các bạn. Thôi, mình sẽ đi màn nha. Đi màn bằng con này luôn đi. Con này chả mới, mấy con kia quá quen rồi đúng không nè. System này. Mấy màn đầu thôi. Mày ủa mấy ban đầu chưa chưa chọn được con đó, ủa cũng chưa chọn được con lady luôn ta. À chọn được lady rồi nè. Skill rồi là full hết rồi. Nhảy xuyên đầu rồi, nó như kiểu nhảy như Mario rồi. À, vô nha. Nào ta. Ủa đâu ra cái dao vậy trời, tự nhiên đâu ra chết rồi mà đâu ra cái dao trúng cái đầu trời. Ủa hình như nãy mình đi chỗ này rồi hay là sao đây. Ủa phải đi từng cổng nó vậy luôn hả, như đây. Ủa là sao không hiểu, ủa chưa hiểu lắm. Ủa
chết rồi, fail rồi, fail, 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 fail. Hình như giải đố hay sao các bạn? Chỗ đó giải đố hay sao? Thôi kệ đi, khỏi. Mình dốt lắm. Mình có 10 phút để chạy thoát ha. Chơi cái gì mà mình có thời gian rồi nó giới hạn là hơi khó chịu nha. Ồ. Ủa? Sao? À, phải quên nữa chứ. Nó có cái tia sáng hủy diệt. Đây nó núp luôn kia rồi, sao mình bắn nó. Ôi, ra đây mày. Rồi xong. À, tắt cho cái tua bin này nó ngừng quay nè. Wow, hư luôn, cháy luôn. À, đi theo từng cái nóc trên cái cánh của nó nè, lên cái lầu này. Mình có một cái chìa khóa ha. Nó khó nhìn nha. À đây. Ổn rồi nè, dễ nhìn rồi nè. Mình còn 6 phút. Ê, vãi. Ồ, có cái điện thì xe cái gì? Nhìn sao ta? À, đánh vô cái này cho nó chậm nè.
cái đèn này khó khó đi quá. Ôi sắp. Ui khó về ta. Ủa. Tự nhiên. Ủa mình nhậu. À cái chiêu của nó. Lại đây lại. Nhầm. Cái tự nhiên nó cứ nhảy như thế này hoài khó chịu ghê nha. Ủa, gà dưới trời, cái tốn mấy phút luôn mới qua được luôn. Gì đây? Ủa, vẫn còn tính thời gian hả ta? Quấn hơi bị đau nha. Khi máu ăn chưa hết máu rồi. Mất khúc máu luôn. Ê, quên, có thời gian. Mình ăn ăn mấy cái này đi. Quên là có thời gian chứ. Ủa? Sao không đánh được nó ta? Nữa hả? Còn 2 phút rồi các bạn. Ủa còn thiếu gì nữa không ta?
Ok. Ủa chết bà, không lối đi rồi, lối đi chỗ nào ta? Sao ta? Ủa hết rồi, hết lối đi rồi. Không hiểu cái đoạn này nha. Thua. Thua, nghỉ ngủ 11 giờ rồi. Bye cả nhà nha. Ai cần cài game liên hệ mình nha. Zalo 0366 824 524. Xin cảm ơn cả nhà.